Hội nghị đã cho ý kiến vào 48 nội dung tờ trình báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác thu ngân sách, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm. Các báo cáo kết quả tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện 18 chương trình đề án giai đoạn 2021 đến 2025 cùng một số nội dung quan trọng khác. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, tập trung quyết liệt phấn đấu hoàn thành vượt mức công tác thu ngân sách nhà nước, công tác giải ngân vốn đầu tư công.